Tuyên nói chánh pháp cho các hữu tình nào nghe rồi nhất định không còn nghi ngờ. Nghĩa là pháp, đó là phi pháp. Vì sao? Vì các hữu tình đó thấu đạt tất cả pháp đều là chân như pháp giới, pháp tánh, vân vân. Tất cả là chánh pháp, không phải phi pháp. Như vậy này thiện hiện, các đại Bồ Tát ấy đều có thể trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật như vậy. Lại nữa này thiện hiện, chúng đại Bồ Tát có vị do hóa sanh mà thiện căn chưa đầy đủ, chưa trồng các căn lành với chư Phật, Bồ Tát, độc giác và thanh văn, vì bị các bạn ác khống chế, vì xa lìa bạn lành nên không nghe chánh pháp, thường bị chấp trước vào những loại ngã kiến, hữu tình kiến và các cảnh giới kiến chấp, rơi vào hai kiến chấp, đoạn kiến và thường kiến. Các hữu tình đó tự phát sanh tà chấp và thường dạy bảo người khác phát sanh tà kiến. Chẳng phải tam bảo mà tưởng tam bảo, ở trong tam bảo mà cho là chẳng phải tam bảo, chê bai chánh pháp, khen ngợi tà pháp. Do nhân duyên ấy sau khi qua đời, đọa vào các đường ác, chịu khổ sở. Các đại Bồ Tát, mỗi vị ở cõi của mình, khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề rồi, thấy các hữu tình kia chìm đắm trong sanh tử, bị vô lượng khổ, dùng lực thần thông và phương tiện để giáo hóa, khiến cho họ xả bỏ ác kiến, mà sống trong chánh kiến, ra khỏi đường ác, được sanh vào cõi người, sanh vào cõi người rồi lại dùng phương tiện thần thông giáo hóa, khiến họ trụ trong chánh định tụ, nhờ vậy mà hoàn toàn không bị đọa vào đường ác, lại khuyên họ tu tập hạnh nguyện, thù thắng, để sau khi qua đời, được sanh về cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, thọ hưởng pháp lạc đại thừa của tịnh độ. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát đều có thể ở cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, nhờ được ở cõi trang nghiêm thanh tịnh, mà các hữu tình ấy đối với các pháp không có nghi ngờ, nói đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi, tất cả những phân biệt nghi ngờ hoàn toàn không sanh. Do nhân duyên này mà các loài hữu tình ấy nhất định chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này thiện hiện, đó là tướng công đức của cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh. Hết quyển thứ 476.